Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chào các bạn. Hôm qua Thu đã đi thu hoạch ở trong cái vườn này rồi, nhưng mà hôm nay Thu đi vào cái bên hông của cái vườn á, coi còn những cái trái khổ qua nào sót thì Thu đi thu hoạch tiếp tục luôn, và Thu đã thu hoạch được thêm được bằng đây rồi nè mấy bạn. Mấy cái trái này nó cứ núp ở sau cái vườn đó, nên là nhiều lúc mình sót thì mình quay lại mình thu hoạch cho nó hết, không thì nó chín giống như vậy nè, rất là uổng ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc vô trong cái vườn coi có còn cái gì thì mình sẽ thu hoạch tiếp. Hôm qua Thu đã hái đậu rồng rồi, hôm nay quay lại hái tiếp nè mấy bạn. Đậu rồng ở bên Mỹ quý lắm nên là mình không có được để sót nó. Đây nè, đó. Nó lớn cũng nhanh ha mấy bạn ha, mới hái hôm qua mà hôm nay nó đã bự nữa rồi nè. Và lục cái cầm trái nào là hái liên tục. Cái này nè, nó non như vậy nè, ăn nó ngon nè. Rồi, bây giờ đi vô đây hái cà chua đi mấy bạn. Đây, cà chua vườn Thu đây. Ngồi xuống đây hái ít cà chua nha. Đây, cà chua lủng lẳng, đây là cà chua màu đỏ. Hôm nay Thu cũng hơi mệt ở trong người, nhưng mà cố gắng để đi ra thu hoạch, không thì nó rớt xuống rất là uổng. Cái gì với mình tiếc mấy cái công mà mình trồng á, thì mình thấy mình cảm thấy tiếc lắm. Mỗi lần mà nó rụng á thì cảm thấy tiếc. Hôm qua, tối qua Thu thức tới gần 4 giờ sáng để dọn dẹp mấy cái đống quần áo đó. Ở bên Mỹ thì nó đổi mùa thì mình phải dọn những cái đồ mùa đông đi. Rồi những cái đồ nào mà nhà Thu thì có nhiều con nhỏ, ví dụ cái nào mà nó không có mặc á là mình phải gom đi, cái nào còn xài được á mà còn tốt thì mình mang đi mình cho, nếu ai cần thì mình cho, còn không á thì mình sẽ mang đi mình bỏ. Nên là làm tới 4 giờ sáng, gần 4 giờ thì mới đi ngủ, sáng nay lại dậy sớm đó, nên là cái người nó cũng hơi mệt mỏi. Nhưng mà mình cố gắng để có năng lượng để đi thu hoạch cho mấy bạn coi. Với lại cà chua ở cái vườn này nó cũng bắt đầu già rồi đó, nó rớt nhiều lắm. Không đi thu hoạch thì rất là uổng cái công mình trồng thôi. Nên là bây giờ phải ráng đi rồi quay phim cho mấy bạn coi nữa. Nhưng mà thật sự ở nhà mệt cỡ nào thì mệt, đi ra tới vườn á, mình thấy mấy cái đồ của mình mà có nhiều cái mình cũng cảm thấy vui, cái hồi mình cũng quên mệt à mấy bạn ha. Đó, đây này. Ông xã Thu cũng vừa mới làm việc xong một cái là hai vợ chồng cho con ăn xong cái là hớt hải chạy đi ra vườn liền á. Mấy bạn coi nè, nó cứ lủng lẳng đã ha. Ra vườn nói vậy chứ mệt cỡ nào thì mệt, ra vườn thu hoạch là cảm thấy cái tự nhiên nó có năng lượng lại à. Rất là vui ha mấy bạn. Đó, coi nè, đấy, nhìn nó cứ đeo như vậy thì làm sao mà không thích được. Đó. Hồi sáng nay, hôm qua đi thu hoạch về được cũng hơi nhiều cà chua. Thu về sáng nay, Thu với con gái Thu bày ra, hai mẹ con ngồi cắt được cái hả 2 mét lớn luôn là để làm cà chua khô đó. Năm nay là nhà Thu có tha hồ cà chua khô luôn. Đó. Đây. Đó. Nên bây giờ năm nay thì nhà Thu có món mới rồi, cứ không ăn không hết thì mình lại đi mình làm cà chua khô, cái tới mùa đông cái mình trời lạnh á mình lấy ra mình xài, mình làm pizza hay là cái này làm spaghetti được không anh? Được. Được hả? Đấy. Thấy không, mấy bạn nào mà lỡ mà có trồng ra nhiều cà chua quá đó thì mình lấy mình làm cà chua khô rồi mình làm spaghetti. Thì giờ Thu làm á, Thu cắt đôi ra, Thu bỏ vào trong cái lò á, Thu để cái chế độ mà warm mà để cho nó khô á. Thì nhiều quá cái lò nhà Thu cũng không có để hết được, nên là Thu mới phơi. Thì lúc mà Thu phơi á, cái lưới mà để ấy chim mà nó nhuyễn màu trắng đó, Thu mới chùm lên trên, Thu giặt sạch đi, hay Thu chùm lên trên á, không có con gì nó vô trong cái rổ của Thu được hết á. Nó cũng sạch sẽ lắm. Cái ngoài vườn thì nó nhiều mấy cái cây cối rồi nó cũng sạch lắm. Năm nay nhà Thu tha hồ ăn cà chua. Anh ha, tha hồ nhà mình mấy bữa là năm nay không sợ thiếu cà chua nữa rồi. Nhà Thu thì rau là tự cung tự cấp, nhà Thu không bao giờ phải cần đi mua một cái rau gì, trừ khi nào mà cần thiết lắm mà ngoài vườn không có đó.
thì mình mới đi mua thôi, chứ không thì mình không cần mua đâu. Ơi đi lùi lại đây nè mấy bạn. Đây là cà chua ngọt 100 nha. Đó. Đó, coi nè. Chi chi mà đã gần đầy rổ rồi. Hôm nay thì Thu mang về, Thu chắc cắt là để tủ đá hay là ăn salad. Cà chua nhỏ này thì làm cà chua khô thì nó tốt hơn là cái cà chua bự. Cái cà chua bự nếu mà mình ăn không hết thì mình để đông đá. Nhưng mà mình cũng ăn tươi rồi mình cũng mang biếu bạn bè một ít, rồi còn dư nhiều á, nhiều quá mà không hết thì mình mới mang đi mình làm những cái đó thôi. Chứ để nhà mình có trồng mùa hè đó, mình ăn tươi thì nó ngon hơn chứ hả? Tươi là số 1. Mùa đông thì Thu ra chợ Thu thấy nó bán cà chua nó hay bỏ cái gì vô giống như là dầu hay gì bóng bóng đó. Thu không biết là cái đó nó có tốt hay không nên là Thu rất là ít mua cà chua vào mùa đông. Thu không thích xài mà nó có chemical vô, hóa học vô trong cái cà chua hay là những cái đồ ăn của mình, thì bởi vậy Thu mới trồng để Thu tự ăn. Gia đình Thu tự cung cấp rau tự ăn. Coi nè, các bạn coi nó đeo đeo nhìn đã ha. Đó, chùm chùm còn nhiều lắm. Bây giờ qua tới cà chua sô cô la, cà chua đỏ nha. À, cà chua màu nâu. Cà chua màu nâu cũng sai trái lắm nè mấy bạn đấy. Đó, cũng chùm chùm luôn nè. Mùa hè này ai cũng bận rộn hết, vườn kế bên thì đang làm mấy cái dàn. Con cái cũng chơi ở ngoài sân đây nè. Rồi bố mẹ thì làm mấy cái dàn để trồng cây, nó hơi ồn ồn đó mấy bạn. Cà lên đây nè anh, lên đây nè đó. Cà chua này nhìn nó cũng đẹp á ha mấy bạn ha. Nó cũng đeo đeo nhìn thấy cưng quá. Thu rất là thích cái mấy cái cà chua dạng như vậy nè, chùm chùm vậy nhìn mình bứt cho nó đã tay. Cái cà chua lớn thì cắt có mấy trái là hết rồi, và nó rất đầy xuống. Đấy, giờ qua tới mùa cam. Đỏ rồi nâu, bây giờ qua tới cam. Cam này thì thôi khỏi nói luôn, khỏi phải bàn. Trái nó cứ đeo đeo nhìn cưng thôi mấy bạn. Biết là cam nó ngọt nhất là được rồi. Cam ngọt nhất, dễ trồng nhất mà con chuột lại chê. Cái nó đeo này. Đấy. Mà là mùa này mấy bữa nay cái màu cam nó rụng dữ lắm. Nó rụng chắc nó chín quá rồi, thôi cứ đụng là nó rụng rồi ha. Các bạn thấy không? Nó rụng đầy gốc luôn kìa. Đó. Đụng tới là nó rụng mà. Này phải lấy cái rổ nhỏ, nó rụng nhiều lắm. Thu mới phải lấy cái rổ này vô nè. Bức nãy đụng vô cái nó rớt nên mình lấy cái rổ này, có gì nó rớt cái mình hấn luôn. Đó, bức từ dưới lên tới trên. Đầy gốc, để tí Thu rảnh Thu lượm lại đây. Bây giờ mình đi xuống cái cà chua này nha. À, cà chua hồng, hồng đen nè. Một trong những cà chua ăn rất là ngon. Nó rất là bột và nó rất là nhiều trái. Con chuột thì thích cà chua này nhất. Nhìn nó giống như là mặn á. Dạ. Mấy đứa nhà mình mà con biết là nó ăn á. Đây nè, đấy mấy bạn thấy không? Đó. Cái cà chua này á nó gọi là Ramary nguyên thủy. Đây nó giống như chùm nho này mấy bạn này. Đấy. Đây. Đây. À, rớt vô đây đi mấy em. À, đây nè, qua chùm này. Chùm. Cà chua này đẹp ha. Trong các cà chua cherry năm nay Thu thấy cái cà chua này nè đẹp nè, cà chua màu cam đẹp nè, cà chua màu vàng đẹp nè. Đây, chùm bên đây nữa nè. Đó. Chết rồi. Được một rổ nhìn như là
rộ mận đó mấy bạn ha. Cà chua mà công nhận nó có nhiều màu sắc, nhìn thấy hay quá à. Treo lủng lẳng nó nhìn thấy mê luôn á. Rồi qua đây rồi qua đây lên đây nè anh. Bây giờ đổ qua đây được một rổ cà chua đầy nữa luôn, trái nhỏ xong bây giờ qua trái bự ha. Cái này màu cam này, cái cà chua màu cam lúc nào nó cũng nổi bật hết ha mấy bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình qua hàng kia đi ăn, đây qua hàng đậu nè. Ê, tí nữa là sót trái này rồi mấy bạn. Đây. Rồi bây giờ qua hàng đậu nha. Rồi bây giờ đi hái đậu thôi nè mấy bạn, đi qua đây. Ở đây này, coi hàng đậu của Thu nè. Cái đậu này thì cái da nó rất là mềm, thì Thu nghĩ là Thu chưa ăn thử nhưng mà Thu nghĩ là nó rất là ngon. Còn có nhiều cái loại đậu cái da nó rất là nhám, nó không có ngon. Thì bây giờ mình bắt đầu đi thu hoạch từ sau lưng ông xã Thu lùi lại nha. Ở đây đó. Lại thêm một giống đậu mới nữa. Thu thấy cái đậu này trái bự nè, có vẻ sai trái nè. Đấy nè. Trước khi Thu đi Việt Nam đó, Thu trồng bây giờ nó lủng lẳng rồi. Tha hồ cho mình hái luôn. Đó. Nhưng mà cái đậu này nó dẹp anh nè. Nè, nó dẹp nè mấy bạn. Nó không có tròn như những cái đậu khác ha. Đây giờ lên đây nè. Đó. Nó cũng đâu có dẹp lắm đâu. Nó cũng dạ, nó cũng dẹp. Mà nó giống đậu rắn. Giống dạ. Nó giống như kiểu đậu rắn á. Nó không có cái kiểu mà tròn tròn, mà tôi để ý nha, tôi thấy những cái loại đậu mà nó dẹp dẹp như vậy á, ăn nó có vẻ ngon hơn là những cái đậu tròn tròn á. Đó, đeo lên tới ngọn luôn nè. Đấy, mấy bữa là nó còn ra nhiều hoa lắm, mấy bữa là mình sẽ đi hái rất là nhiều. Mấy cái đậu ở bên vườn kia thì nó có bị hơi già già một ít, nhưng mà cái đậu này thì nó còn non lắm. Cái đậu này hôm bữa lúc Thu trồng thì nó ghi là 70 ngày. Đó. Đây. Đó, một rổ đậu màu tím luôn nè, thế nhìn đẹp ha. Đây, mấy bạn coi cái chùm này nè. Đó. Nhìn mê thịt là mê. À, đi lên đây nè. Đậu này sai trái anh hả? Nhìn nó cũng không thua, nó còn siêu trái hơn đậu rắn luôn á. À, coi cái góc bên kia kìa. Nè, coi này. Từ gốc này. Đó, bạn coi này. Đấy, từ gốc nó lên luôn nè. Nhìn này, đó, nó đeo lên tới đây. Mà có 2-3 cây à, mà nó đeo quá trời luôn. Tha hồ cho hai vợ chồng Thu hái. Đó. Đậu này thì năm nay Thu trồng mới trồng lần đầu tiên nè. Thu trồng 2 bụi, một bụi ở trong đây với lại một bụi ở trong cái vườn trong. Bước vô đây. Đây. Bước vô vườn này thì quên vườn kia. À, bước vô cái luống này thì lại cái chỗ này, bước bên đây thì lại quên bước bên đây, xong lại lùi qua lùi lại. Đó, đi này, đây này. Đấy. Kéo cái lá qua cho nó dễ hái. À. Đây. Wow. À, Chi đã được một rổ rồi nè mấy bạn nè. Còn dưới đây nhiều lắm nè. À, nhìn nó giống như là màu giả giả đeo vô mấy bạn ha. Đây, đấy, còn nhiều bông lắm nè mấy bạn coi. À. Bông nó đeo chùm luôn nè, chùm luôn. Cái này là cứ chắc 2-3 ngày là phải ra hái một lần rồi anh ơi. Ha. Anh. Chắc vậy á. Cái này nó không có ngừng.
Giờ xuống dưới đây nè, nãy bước ở trên rồi giờ lại đi xuống rồi lại đi lên rồi mình lại đi xuống. Đó. 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 Trái từ gốc lên tới ngọn bao giờ không? Ừ, bây giờ mình phải đổi qua cái rổ khác thôi anh. Đó, chuyển rổ. Rồi quay lại đây hái tiếp nè anh. Cái trái đậu này hái thì rất là dễ, tại vì nó màu tím tím á mấy bạn, nên là dễ nhìn lắm. Đây nè, đeo lên tới đây rồi. Hái mà nhìn thấy nó mê man luôn đó. Đây nó ghiền nè. Nó có nhiều trái nhỏ quá, mình hái mà không khéo khéo thì nó sẽ đụng vô mấy trái nhỏ rồi nó gãy, nên là phải tới cái khúc này là phải hái từ từ nữa mấy bạn. Đó, kéo nó từ từ lại. Cái chùm này nè, để em đếm coi nhiêu trái nha. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ui, cái đậu này sai trái lắm đó mấy bạn. Nhiều trái thật á. Nhưng mà cái này thì nó không mọc kiểu như đậu rắn, nó mọc nguyên cái cây dài 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 ra. Wow. Hôm nay hái đám đậu này mê quá mấy bạn. Nhìn cái trái nó cứ lủng lẳng không mà thích luôn đó mấy bạn ơi. Đây. Và cái chùm này nhiều nè anh nè. Đây. Nó chùm ở trong cái lá này nè mấy bạn. Cái chùm này cái dây nó lại nhiều nhất. Nó đeo quấn hết vào với nhau luôn. Được một rổ cà chua với lại một ít đậu. Bây giờ mình sẽ qua cái vườn khác mình hái nữa nha mấy bạn nha. Đây nè mấy bạn. Cái vườn này vô tới cửa là có đậu đũa cho mình thu hoạch rồi nè. Mấy cái này là mình để làm hạt. Bây giờ mình lên đây để mình hái mấy trái non non ở trên đây nè mấy bạn. Đây. Rồi, được bằng đây đi. Rồi, đi vô trong cổng nha mấy bạn. Đi vô đây này. Hôm nay nó mọc đeo lên được tới đây rồi nè mấy bạn nè. Nó sắp lên qua cái hàng rào này là nó đeo lủng lẳng ở trên đầu của mình luôn á. Chắc mấy bữa nó nhìn nó sẽ đẹp lắm ha mấy bạn ha. Rồi, đậu đũa này ở đây thì Thu chỉ hái được bằng đây. Bây giờ mình đi ra phía trước, vòng ra phía trước của cái cổng nè. Bây giờ mình sẽ đi đến cái đám cà chua ở đây nha mấy bạn. Đây này. Cái đám cà chua này của Thu nó rất là đặc biệt nè. Đó. Nó đặc biệt ở chỗ mấy bạn nhìn này nha. Đây là trong cái vườn của Thu nè. Nó còn có một ít đất khoảng một chút như vậy thôi. Cái lúc mà Thu ươm hạt đó, Thu không có dư nhiều cây quá rồi. Thu không có biết nhét ở đâu á. Thu mang ra đây Thu nhét đại. Thu cứ nghĩ trong mà cũng không có chăm sóc nó nữa. Tại vì nghĩ là ở cái khe này thì làm sao mà nó lại mọc lên được tốt, nên là mình chỉ có đa số là mình tưới nước cho nó thôi. Khi mà nó bắt đầu, tôi thấy nó bắt đầu ra bông rồi đó, thì lúc đó thì thấy tội tội quá, nên đi ra lấy một cái ít phân organic á, bón cho nó thêm. Vậy mà bây giờ nó cũng được trái rất là nhiều ha mấy bạn. Đấy, cũng đeo đeo như ai á chứ. Giống như táo nhỏ nhỏ. Cái loại này lại khác nữa. Cái loại này là cái loại này là cái loại cái đít nó lõm vô nè. Ở cái vườn kia, nhưng mà cái vườn kia Thu trồng không trong thùng nó có vẻ không có thành công lắm á, nên là nó không có trái, nó bự. Còn ở đây thì Thu thấy cái trái nó hơi bự nè. Đây. Đây. Đấy. Rồi, đây nè, đây nè.
nó cũng lụng lạ lụng lặng giống như ai chứ đâu có thua kém ai đâu. Cái này được gọi là giống như là con ghẻ đó. Không cố gắng chăm sóc thật sự mà nó lại tốt luôn. Hai cái chùm này đi chứ không có tí hồi đi vô trong là Thu sẽ quên. Con ghẻ mà lại tốt như vậy. Trong khi con thịt chăm sóc quá trời thì nó lại không tốt. Coi này đây. Hái ở đây chứ nhiều lúc đi vô trong vườn trong á mấy bạn, cái hồi đi luôn đâu có nhớ mấy cái này đâu. Mấy cái này thì nó đang chín quá trời rồi nè. Nhìn thấy con nó đeo đeo cũng mê ha mấy bạn ha. Đi vô trước cửa nhìn như là một cái gọi là hàng rào cà chua đó. Coi cái chùm này nè, bạn coi này. Đó, nó bóng lưỡng luôn á. Cái này mà Thu chỉ cần đi hái chậm thêm mấy ngày nữa là nó bắt đầu nó rụng rồi mấy bạn. Đỏ, đỏ ơi là đỏ. Đỏ tươi ha, cái màu này nó đỏ tươi xong rồi nó còn bóng bóng, nó nhìn cái trái nó hấp dẫn rồi mấy bạn. Cái giống này lại cái giống khác nữa coi nè. Đấy, tội nghiệp chưa, mọc từ dưới đất mọc lên luôn nè. Rồi giờ coi lên cái chùm này nè anh. Trên đây. Này, đấy. Mọi năm cái vườn này của Thu bị chuột nó ăn dữ lắm, nhưng mà năm nay thì nó không thấy mấy em chuột. Có hôm qua Thu có thấy một con chuột nhắt nó chạy, nhưng mà chắc nó đem khám phá cái vườn này của Thu thử đó. Đã ha. Đấy. Ngay ngoài vườn mà cũng đung đa đung đưa như vậy thì đi vô vườn cái tự nhiên mình, nãy Thu cũng kể cho các bạn ngay từ đầu là Thu cũng hôm nay cũng hơi mệt mệt á, nhưng mà tự nhiên nãy giờ đi ra đây cái nhìn thấy tự nhiên quên mệt luôn mấy bạn. Cái này nó đeo đeo cái mình hái cái mình không biết mệt luôn, giờ lại cảm thấy là vui lại rồi, lại có năng lượng lại rồi. Đây này đó, cái nhìn như vậy thì nó có năng lượng lại hết. Đấy, không biết ăn thì được bao nhiêu, nhưng mà thấy hái là thấy thích rồi. Đây có mấy trái sô-cô-la gì nó rớt đầy ở đây nè. Đó, có cái chùm này nè. Đó, cái loại này bây giờ qua lại lại khác nữa nè mấy bạn. Loại này nó màu nâu nâu, nó không có màu đỏ như cái loại kia ha. Nói gì nói chứ cái màu đỏ lúc nào nhìn nó cũng sặc sỡ hơn đó mấy bạn ha. Đó, để qua đây đấy. Lỡ nó có rớt, nó rớt xuống đây luôn. Hôm đó Thu về Thu cũng stream đi Việt Nam và Thu cũng stream cái vườn này cũng nhiều lắm á. Thu stream còn có cái ngọn không à. Bởi vì hôm nay ra nhìn nó đeo cho mấy bạn coi. Có nhiều bạn á hả, hướng dẫn Thu làm món này món kia á. Giống như ớt á thì làm nhồi thịt rồi này kia. Mấy bạn dễ thương lắm, đi vô á hả, nói chị ơi chị làm món này món kia, rồi cà chua. Hôm qua hả, kỳ này nhà Thu năm nay bội Thu cà chua nên món nào cũng lấy cà chua nấu hết. Tối hôm qua thì nhà Thu làm đậu hũ nhồn thịt, mà nhà nhiều cà chua quá nên là cứ bỏ vô quá trời luôn, bỏ vô nguyên chảo nhìn hả toàn là thấy cà chua đỏ lè đỏ lét luôn. Anh hả, đấy coi cái chùm này nè, đây nhìn nó đỏ nè. Đó. Coi nè. Đấy, một vung tay luôn. Đấy, cái rổ này bên đây nó toàn màu đỏ không à mấy bạn. Đây nè. Coi ở trong cái vườn nè. Coi cái chùm này nè. Trên này màu nâu mà nhìn nó bóng ghê không. Bóng lưỡng à, giống như là người ta bơm sân bóng vô đó ha. Đó. Tí nữa mình đi vô trong mình hái ở bên trong đi ăn, không thể nào đút cái tay vô được. Sở dĩ Thu trồng mấy cây cà chua này ở đây á, là Thu bị cái loại cỏ này nè. Đây nè, cái cỏ này nè, nó giống như cái cây hẹ, nó mọc ở đây nhiều lắm. Cái hôm đó Thu ngồi Thu đào, Thu múc cả một cái xô đất, đào hết ở đây đi, rất là sâu luôn. Mấy cái đất Thu cũng đào đi luôn, rồi lỡ có hột Thu muốn cho nó đi luôn á. Rồi nghĩ là trồng cà chua thì nó sẽ che, kiểu giống như là cỏ nó sẽ không có mọc lên được á. Vậy mà giờ nó cũng ngó lên nữa rồi kìa. Chùm trong đây. Thôi là tí đi vô trong đi ăn. Tiếp tục ở đây đi. Thò cái tay vô đó khó quá. Đấy, bây giờ lại ra màu nâu nâu hồng hồng nè mấy bạn. Qua đây nha. Đấy, coi nó bắt đầu nó rụng rồi nè. Nó qua cái màu này đẹp ha. Màu giống như màu da đó.
màu hồng da đó. Đấy. Đấy. Rồi qua tới đây này, nói một mét cà chua nữa luôn. Năm nay là nhà thu là ăn cà chua mệt nghỉ luôn, ăn cà chua tối ngủ nằm mơ thấy cà chua luôn nè. Nhưng mà lúc nó chín rầm rộ vậy, cái hồi nó hết cái là mình hết đồ luôn nè mấy bạn. Đấy. Rồi nó đeo nè, đấy coi cái chùm này nè. Rồi bây giờ qua tới hàng bí đỏ nha. Đây. Đó, ngồi ở đây có trái bí đỏ nè. Trái này nó héo 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 cành rồi, phải cắt nó đi luôn. Bí đỏ này là bí đỏ giống nhỏ. À, lại được thêm trái bí đỏ. Nhìn đỏ đỏ, cam cam đỏ đỏ. Rồi bây giờ mình đi vô vườn trong nè mấy bạn. Rồi. Bây giờ để đỡ cái mệt này ở đây đi mấy bạn nè. À, nhiều quá bây giờ. À, qua cái đám bí đỏ, mình thu hoạch hết bí đỏ rồi cà chua rồi mình sẽ qua cái khác nha. Đó, ở đây lại có trái bí đỏ khác nè. À, tại ở đây Thu đã có mấy cái cây dưa hấu Thu tính trồng ở đây rồi nè. Đó, nên bây giờ mình phải thu hoạch hết cái chỗ này luôn đi. Rồi, cả trái bí đỏ đây nè, khô cả cành luôn. Rồi, qua đây. Đây có mấy trái bí đỏ nữa nè, hái hết đi. Hay hết xong ngày mai mình dẹp gọn chỗ này cái mình trồng lên đám dưa hấu ở đây anh hả? Dưa hấu hay là nói chung là cái loại dưa gì ở đây cho nó chèo chèo cho nó dễ thương nè. Rồi. Đó, giờ vô trong đây nè, thấy nó luôn đó. Rồi. Rồi coi cái chùm này nè, anh này. Giống cà chua nâu trái trái này nè, hay trên này đó. Rồi bây giờ qua đây cái chùm này nè. Qua đây, qua đây. Vậy là thanh toán xong hết được đám cà chua cho anh. Đây, thanh toán xong hết đám cà chua rồi mấy bạn. Bây giờ qua lại đám dâu nha mấy bạn. Hôm bữa Thu về cứ tưởng là đám dâu của Thu nó không còn trái nữa rồi. Tại thấy nó, đây là nó núp dưới đây nè đã. Thấy nó héo. Đây là nó mấy trái này nó khô luôn nè, thấy không? Đấy, cái chùm của nó thối. Thu nghĩ là nó không còn trái nữa rồi. Mà bây giờ cũng còn lay hoay, cũng còn ra được ít trái để mình đi thu hoạch nè đã. Hôm nay thì thấy nó ra như vậy cũng rất là cưng ha. Nên là ngày mai Thu sẽ rảnh Thu ra Thu tưới nước cho nó. À, không phải tưới nước, nói lộn nữa. Gọi là bón thêm nó tí phân. Cũng tội nghiệp em nhà nó. Rồi này, đi chơi về mà dâu không thấy mà thấy cả hoa luôn nè mấy bạn này. Đây nè, hoa pansy. Đó, mọc lên luôn rồi đấy. Coi vòng vòng. Dâu nó hút màu dữ lắm nên là mà mình trồng ở trong chậu là phải bón phân hoài đó mấy bạn à. Cứ 1-2 tháng mà thấy cái cây nó hơi tàn tàn thì lại phải cho nó miếng phân, không làm bữa cái trái nó bự cũng coi là nó teo lại như vậy nè. Nó trong chậu nó đâu có đi được chỗ nào đâu nên là mình cứ phải tiếp sức cho nó. Tiếp sức cho nó cái hết mùa tới mùa mà mùa đông thì ở đây dâu nó không có bị giống như bị chết á. Thì mùa đông nếu mà trong những cái chậu Thu trồng đây là những cái chậu nó hơi nhỏ thì mình phải thay đất cho nó. Thay đất bằng cái cách là mình rút luôn cả cái chậu ra, xong rồi mình cắt bớt cái đất, cắt bớt cái rễ nó đi á. Xong rồi mình trộn đất mình lại bỏ vô, mình lại trồng tiếp. Còn nếu bạn nào mà không có thời gian trộn á thì mấy bạn đi mua cái đất mà potting soil á. Rồi các bạn về các bạn trộn thêm bỏ thêm tí cái phân organic vô. Các bạn bón cho nó thì nó sẽ ra rất là nhiều trái đó. Và cũng được cái rổ dâu nho nhỏ nè. Rồi bây giờ ghé ở đây cắt đám mùng tơi nha mấy bạn. Mấy bữa nữa mình sẽ thu hoạch đằng sau sân nữa. Kỳ này thì rau đằng sau sân cũng nhiều rồi. Có nhiều bạn không thích ăn cái lá mùng tơi bằng cái ngọn nha. Thu thấy có nhiều người chỉ có ngắt ngọn mùng tơi ăn thôi à. Thu thì lá ngọn gì Thu cũng ăn hết á.
Cây này là cây nó tự lên, Thu không cần trồng. Chiều chiều đi ra vườn, cái nhà mình mà ít người á, cái chiều chiều đi ra vườn mà trồng cây khoảng 10 cây mùng tơi thôi mà cho nó leo dàn là cứ vài ngày là được rổ rau ăn nè mấy bạn ha. Khỏi cần phải trồng lại, nó ra hết cho mùa hè luôn. Năm sau nó rụng hạt xuống nó cũng lên cho một đống luôn. Đấy. Gì ở Việt Nam có cái bài hát gì? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái rộ, mông tươi xanh dần. Đấy. Thu nhớ được con cái khúc đó. Hai người sống giữa cô đơn. À, la 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 la. Quên luôn. Để về luyện lại, hồi nhỏ hay hát mà bây giờ lớn đâu có nhớ đâu mấy bạn ơi. Nhớ được khúc nào mang máng à. Đi qua bên đây thì chỉ có lo làm ăn rồi con cái ở bên Việt Nam. Hồi nhỏ thì mình có thời gian rảnh, mình hát karaoke rồi có nhiều thứ, chứ bên đây đâu có đi bao giờ đi hát đâu mấy bạn. Mà cũng không biết hát ở đâu nữa. Chỗ nhà Thu cũng không biết hát karaoke chỗ nào. Hồi xưa ở bên Việt Nam là cứ lúc nào rảnh một cái là bạn bè đi nhau đi hát karaoke. Trong tuần thì đi học, cuối tuần mà có tí tiền cái là rủ nhau đi ăn lẩu nè, xong rồi lại đi hát karaoke rất là vui, rồi đi cà phê. Qua bên đây là gọi là tập trung cho gia đình luôn á, không có những cái dịch vụ gọi là vui chơi đó nữa. Đối với nhà Thu thôi nha, chứ những người khác thì chắc Thu nghĩ là vẫn có những cái dịch vụ đi chơi giống như mấy ở mấy khu người Việt, cho chắc có nhiều cái dịch vụ đó lắm. Nhưng mà đối với nhà Thu thì hai vợ chồng chỉ có làm rồi lo cho con cái thôi. Rồi anh hả? Làm lo cho con cái rồi cuối ngày rảnh thì hai vợ chồng lại đi ra vườn rồi quay phim góp vui cho mấy bạn nè. Đó. Relax cho mấy bạn coi. Đấy. Được đám mùng tơi rồi. Các bạn ơi, chiều hôm nay hai vợ chồng Thu đã đi thu hoạch được rất là nhiều cà chua nè, đậu đũa, đậu que màu tím cũng như mùng tơi và một ít đậu rồng và gọi là gì vậy? Mướp đắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thu hoạch của hai vợ chồng Thu nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho hai vợ chồng Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của hai vợ chồng mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.